Ây da, rồi nói về phần điều trị nhá. Để điều trị đúng thì thường các bác sĩ sẽ phải phân loại, tức là đánh giá được cái mức độ bệnh á. Thì như đậu mùa khỉ hiện tại là được chia làm 3 thể, một là thể không triệu chứng, hai là thể nhẹ và ba là thể nặng. Như mình có nói vừa rồi thì thể không triệu chứng và thể nhẹ thì thực ra là không triệu chứng thì gần như mình không phải điều trị gì rồi này. Chỉ chú ý cân bằng dinh dưỡng thôi và nó không có triệu chứng thì thường là mình còn không biết mình bị mắc cơ. Thứ hai về thể nhẹ thì thường các triệu chứng này sẽ thường tự hết sau 2 đến 3 tuần thôi mà không phải sử dụng những cái thuốc hay kháng virus đặc hiệu. Còn đến thể nặng thì thế nào là thể nặng? Thì cái thể này nó có thể gặp, tức là nó làm những cái tình trạng nhiễm khuẩn da nó bị bội nhiễm, nó nặng lên. Và cái nhiễm khuẩn da bội nhiễm này nặng lên thì người ta sẽ lo lắng cái gì? Người ta lo lắng một cái nhiễm khuẩn huyết sau đấy. Tức là cái nhiễm khuẩn huyết là một cái nhiễm khuẩn, các mẹ cứ hiểu là nặng đi, rất nặng chứ không phải chỉ nặng không đâu. Đấy, rồi như mình nói có thể là nó còn ảnh hưởng đến phổi, đến não và nó có ảnh hưởng đến cả mắt nữa. Một trong những cái dấu hiệu của biến chứng nặng của đậu mùa khỉ là nó đây gây ảnh hưởng đến giác mạc, giảm thị lực. À, đối tượng nguy cơ là gì? Đối tượng nguy cơ cao của đậu mùa khỉ là nó chính là phụ nữ mang thai này, như mình có rồi, người cao tuổi, trẻ em. Những cái đối tượng này vì sao ở cái bệnh gì nó cũng là đối tượng nguy cơ vậy? Vì đó là những cái đối tượng mà miễn dịch đề kháng kém hơn so với những đối tượng như người bình thường, hay trẻ trung trung niên khỏe mạnh. Đấy, rồi người mắc bệnh lý nền nữa. Tóm lại để nhớ dễ nhất thì mọi người sẽ hiểu đó là những cái đối tượng mà sức đề kháng kém hơn. Khi mắc đậu mùa khỉ cần kiêng khem gì không chị? Đây thì mình sẽ nói luôn nhá, thì về phần theo nguyên tắc điều trị của Bộ Y tế thì hiện tại vẫn chỉ là điều trị triệu chứng là chủ yếu. Với cái thể nhẹ thì mình điều trị triệu chứng. Thế nào là điều trị triệu chứng? Sốt thì dùng hạ sốt, dùng paracetamol nếu mà không không hạ nhanh được, tức là gì nhỉ? Para mà hạ không tốt thì mình sẽ dùng xen kẽ với cả ibuprofen phối hợp với bù điện giải. Chú ý pha đúng tỷ lệ, bởi vì bù điện giải mà mình pha không đúng tỷ lệ thì nó sẽ gọi là gì nhỉ, nó không làm được nhiệm vụ của nó. Việc nhiệm vụ của nó là phải cân bằng lại điện giải, nhưng mình pha không đúng tỷ lệ thì cái điện giải đấy nó sẽ là ưu ưu trương hoặc nhược trương hơn so với cái nồng độ điện giải trong cơ thể, thì nó còn làm tăng thêm mất nước của cơ thể cơ. Ở quan trọng nhất thì vẫn là đảm bảo dinh dưỡng. Đảm bảo dinh dưỡng là gì? Thực ra những cái nó vẫn sẽ là những cái mà mình có thể ứng dụng được trong những cái bài cúm A ấy, tức là hoặc là những bài tăng đề kháng ấy, nó vẫn là những cái dinh dưỡng chung. Những cái tăng đề kháng chung như vitamin D, kẽm và C và vitamin tổng hợp. Vì sao là vitamin tổng hợp? Bởi vì những cái vitamin A này, E này, DC thì mình có nói rồi ấy, thì ADEC và B nữa thì nó đều có vai trò nhất định trong cái gọi là gì nhỉ, bộ máy miễn dịch, hệ thống đề kháng của cơ thể. Đấy là lý do vì sao ấy mà khi cơ thể bị ốm hay cần tăng đề kháng thì luôn có một câu là cân bằng dinh dưỡng. Thì thực ra câu này nó hơi chung chung, nhưng hiểu cụ thể ra thì bản chất nó chỉ là làm sao để cơ thể đủ nguyên liệu để có thể sản xuất tất cả những cái sản phẩm đề kháng, như là kháng thể, như là interleukin, như là bạch cầu, để cơ thể chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Dễ mình hiểu như vậy nó sẽ đơn giản. Mà để sản xuất được đầy đủ như cái này, để cơ thể hoạt động gọi là mượt mà ấy, thì mình sẽ cung cấp cho cơ thể nguyên liệu đầy đủ. Rồi, còn về cái sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu ở những trường hợp nặng thì thực ra cái đoạn này là đến cái giai đoạn mà các mẹ, tức là chỉ cần biết đến thế thôi, sử dụng thuốc gì, cụ thể thế nào, liều lượng thế nào thì thực ra bác sĩ sẽ quyết định ở cái giai đoạn nặng này. Và chú ý là theo dõi sát, gọi là gì nhỉ? Theo dõi sát những cái triệu chứng diễn biến lâm sàng để... Tại vì thực ra từ cái thể không biến chứng này và nó lên thể nhẹ, nó diễn biến nhanh thôi. Ví dụ gọi là thể không biến chứng nhưng mà có thể là nó chỉ là chưa diễn tiến thôi, nó lên thể nhẹ. Và từ thể nhẹ mà lên thể nặng thì mình cũng phải để ý, bởi vì như mình nói, tức là nó chỉ một bước tiến triển thôi. Hỗ trợ tâm lý, đúng rồi, phải hỗ trợ tâm lý, vì thực tế là nhìn mấy cái vết này ấy, nó cũng kinh thật. Và thực ra là đậu mùa khỉ có đáng sợ không? Có đáng sợ, nhưng mà không đến mức đáng sợ đến mức để mình phải mang ra dọa nhau ấy, là bị đậu mùa khỉ thì sẽ thế này thế kia. Nó là bao giờ nó cũng sẽ có những cái phần trăm nhất định, bệnh gì cũng vậy, nó sẽ có những cái khả năng biến chứng và biến chứng nặng. Tuy nhiên là đa phần ấy, mình hãy nhìn cái tích cực đi, nếu mình chăm sóc hợp lý và định hướng bình thường thì nó sẽ tiến triển hồi phục tốt thôi, nhưng mà thời gian sẽ hơi lâu, 2 đến 3 tuần hoặc 1 tháng thì mọi người sẽ thấy nó lâu, đúng không? Mình xem nào.
điều trị thì như lúc nãy cậu nói, chia ra làm thể nhẹ với thể nặng. Thể nhẹ thì mình điều trị thế nào? Sốt thì hạ sốt, đau thì giảm đau, và chú ý là chăm sóc những cái vết nốt dạng phỏng mụn mủ ấy, thì chăm sóc để nó đừng có, và nhớ là tuyệt đối là đừng có cậy ra nhá. Mình quan trọng nhất là những cái đấy là mình cần để nó giữ nó sạch và không bị bội nhiễm vi khuẩn. Đáng sợ nhất là nó bội nhiễm vi khuẩn và gây lan rộng ra, thì nhiều lúc ấy người ta sẽ phải cấy mủ luôn, cấy cái vết đấy để xem là cái con vi khuẩn gì nó đang bị mủ nhiễm ở đấy, và sẽ phải dùng kháng sinh. Đấy là đấy sẽ là cái khi mà vai trò của kháng sinh xuất hiện. Những cái mình có thể bôi cho cái mụn nước này là gì, thì nó thực ra là khá giống với những cái mình có thể bôi cho thủy đậu hay là tay chân miệng. Những cái vết ở trong miệng thì hoàn toàn thể sử dụng những cái loại kem bôi mà có thể gây có tác dụng sát khuẩn, giảm đau tại chỗ ở trong miệng. Và có những loại cụ thể, loại mình hay nhắc nhất thì nó vẫn là GT thôi. Và bên cạnh đấy thì mình có thể bôi những cái như là Camistacel, lidocaine cũng được, nhưng lidocaine thì chủ yếu nó là gây tê nhiều hơn, giảm đau nhiều hơn, chứ tính chất sát khuẩn nó thì không nhiều. Có những vết nốt tại người thì mình hoàn toàn thể bôi betadine. Sanmethylene thì bây giờ nó bẩn lắm. Tức là ý là nó bẩn là thế nào, tức là dễ dây ra quần áo rồi chăn gối khó giặt sạch ấy, thì thường bây giờ betadine hiệu quả nó cũng vậy ấy, thì thường người ta hay dùng betadine hơn. Và khi bắt đầu lên da non lại, thực ra cái vết động mùa khỉ này khá là dễ gây sẹo, thế nên là đến cái giai đoạn mà lên da non lại rồi mà cái vẩy da nó đã bong ra rồi ấy, thì có thể xem xét mua một số loại giảm sẹo. Hạ sốt, cân bằng điện giải thì ok rồi, cân bằng dinh dưỡng ok rồi. Nếu mà lúc đấy mà đau miệng không ăn được thì hoàn toàn thể sử dụng thêm những cái như là kẽm, C, có thể tăng bổ sung vitamin D, chú ý liều thôi, đừng để ngộ độc nha. Vitamin D nó là vitamin tan trong dầu, nên là dùng liều cao kéo dài thì dễ gây ngộ độc, chú ý về liều lượng. Còn về D gì nữa nhỉ? Cân bằng dinh dưỡng thì có thể sử dụng thêm cái vitamin tổng hợp ở cái giai đoạn đấy. Cho các bé chẳng hạn thì mình có thể dùng trong đợt 2-3 tuần đến 1 tháng đợt vitamin tổng hợp, ok, không vấn đề gì, không, tức là không có gì lo sợ để mà dùng vitamin tổng hợp đúng ở cái liều khuyến cáo. Rồi một chú ý nữa là khi chăm sóc thì cần, lúc ấy có mẹ hỏi mình là có cần kiêng khem gì không á. Kiêng khem thì thực tế về khuyến cáo mà trên góc độ khoa học ấy, thì cái quan trọng nhất là giữ vệ sinh thôi. Tất nhiên là sẽ không, về góc nhìn khoa học thì sẽ không kiêng tắm đâu nhá. Cần tắm đấy để nó không bị bội nhiễm mà. Còn về những cái thức ăn ấy, thì bình thường nếu mà ở góc độ khoa học và nhất là phương Tây thì thường người ta sẽ bao giờ cũng khuyên là cân bằng dinh dưỡng, chứ không phải kiêng nhất định một cái gì cả. Còn cái quan niệm kiêng khem ví dụ như là có thể gây mủ, gây rết, thì như là không ăn tanh này, không ăn thịt gà, không ăn rau muống này, những cái vấn đề như thế, thì thực ra là ăn xôi, thực ra là mình nghĩ có những trường hợp thì đúng là nên kiêng như thế. Và khi kiêng thì người ta lo sợ cái gì, là lo sợ bị thiếu dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng ấy, thì mình có thể dùng thêm những cái loại vitamin tổng hợp. Đây, còn với thể nặng cần điều trị như thế nào? Với thể nặng thì cần đi viện. Mình chỉ nói một câu như vậy thôi. Và cái quan trọng nhất khi chăm bé tại nhà hay là chăm người nhà mình có động mùa khỉ tại nhà, mình cần quan tâm cái gì? Tức là mình cần quan tâm cái diễn tiến của bệnh. Tức là sẽ phải có những cái triệu chứng gì nó nặng lên không? Và thường ấy, động mùa khỉ nếu nó nặng lên thì thường nó sẽ nặng lên ở khoảng hết cuối tuần thứ nhất, sang tuần thứ hai nó sẽ bắt đầu nặng lên. Thì những cái rõ ràng nhất mình sẽ để ý được biến chứng trên mắt này, trên thần kinh, tức là đau đầu, chóng mặt tăng lên nhiều. Và thứ ba nữa là trên phổi, thấy khó thở, ho nhiều, đau họng nhiều và nhịp thở nhanh thì cần phải chú ý và nên đưa nhập viện để chụp X quang xem xét xem tình trạng phổi thế nào. Đây, và đây ở cái hướng dẫn điều trị Bộ Y tế cũng ghi rõ là với thể nặng thì cần điều trị ở buồng cách ly tại khoa hồi sức, thì rõ ràng là cần cách ly rồi. Vì sao cần cách ly? Bởi vì nó là một bệnh truyền nhiễm, thực sự nó là một bệnh truyền nhiễm, và hiện tại là nó có thể gây ra những cái nguy cơ về sức khỏe khá là nặng nề cho những đối tượng nguy cơ, mặc dù tỷ lệ không lớn, tỷ lệ này nhỏ, nhưng mà mình vẫn phải cần cẩn thận. Những cái thuốc cụ thể thì mình chỉ đưa ra đây để các mẹ nhìn, để có coi như là một cái ấn tượng nhỏ về nó, thì sẽ là như cái gì, như là sildenafil, rinsildenafil, globulin miễn dịch, tiêm tĩnh mạch. Thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì cũng khuyến cáo cụ thể là thuốc điều trị đặc hiệu được chỉ định trong những trường hợp nào, thì nó sẽ có 5 trường hợp sau đây. Trường hợp 1 là người có biến chứng nặng như mình có nói rồi đấy, tức là khi mà cái giai đoạn phát hiện ra và điều trị nó bắt đầu có cái biến chứng rồi, tức là trên nhiễm khuẩn huyết thì tất nhiên là phải dùng rồi, khi đấy phải kết hợp với cả kháng sinh nữa không. Viêm phổi, viêm não, phụ nữ có thai và đang cho con bú, thực ra cái hướng dẫn nó vẫn là hơi chung chung. Cái việc phụ nữ có thai cho con bú là cái đối tượng nhạy cảm khi sử dụng thuốc, thì thực ra là sẽ phải cân nhắc và xem nữa là tuần thai đang ở tuần thai thứ bao nhiêu.
Nó sẽ tức là với mỗi thuốc cụ thể nó sẽ có thể dùng được và không thể dùng được cho phụ nữ mang thai. Nó sẽ theo giai đoạn, tức là có thuốc thì tuyệt đối không được dùng trong 3 tháng đầu, nhưng mà đến 3 tháng giữa, 3 tháng cuối thai kỳ thì du di dùng được. Nhưng lại có những loại thuốc thì là chống chỉ định tuyệt đối trong 3 tháng cuối thai kỳ. Tức là nó khá cụ thể ở mỗi thuốc. Tuy nhiên có một cái nguyên tắc chung để mình dễ nhớ nhất về cái nguyên lý sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai là gì. Đó là ở cái giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ thì gần như tuyệt đối, nếu không bắt buộc, tức là khi mà nhìn thấy cái lợi ích sau cái nguy cơ, lợi ích nó không rõ rệt hơn hẳn ấy, thì người ta gần như là không không sử dụng thuốc điều trị cho những cái đối tượng mà 3 tháng đầu của thai kỳ. Bởi vì sao? Bởi vì cái giai đoạn 3 tháng đầu hay chính là giai đoạn 12 tuần thai đầu tiên, nó là giai đoạn không hoặc tất cả. Tức là nếu thuốc là có tác động với thai nhi thì thường nó sẽ gây dị tật, và thường là gọi là gì nhỉ? Thường là sẽ không giữ được thai luôn. Nó chính là giai đoạn không hoặc tất cả, ý là như vậy. Tức là một là nó sẽ là có tác động, hai là không. Có tác động thì tác động nặng nề luôn. Tức là nói thế này thì nhiều mẹ sẽ hơi lo lắng là, tại thực ra là giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ thì nhiều lúc là nhiều mẹ sẽ là chưa có những cái dấu hiệu rõ rệt để biết được là mình mang thai hay không ấy, thì lại lỡ dùng thuốc rồi thì mình cũng hỏi được khá khá câu hỏi là 3 tháng em không biết nên em uống thuốc này thuốc kia, ví dụ em đang điều trị tuyến giáp nên em vẫn dùng, hay là những cái thuốc liên quan đến đau đầu thần kinh em vẫn dùng, rồi sau đấy mới biết có bầu và em dừng lại thì có nguy hiểm không. Thì thường lúc đấy thì câu trả lời của mình sẽ là tiếp tục theo dõi thôi. Và nếu mà cái giai đoạn mà mẹ hỏi mình ấy, nó là cái tuần thai, ví dụ 16 tuần hay 20 tuần, tới tháng thứ tư, thứ năm rồi, và khi mà đi siêu âm bé các chỉ số hoàn toàn bình thường, nhịp tim bình thường, các chỉ số đo vòng đầu, xương chu vi vòng đầu, rồi kích thước xương đùi, nói chung là tất cả chỉ số nói chung đều bình thường, khi đấy mình sẽ tư vấn luôn cho mẹ được là gần như không phải lo lắng về cái tác dụng phụ của những cái thuốc mà đã dùng 3 tháng đầu nữa. Bởi vì nếu nó ảnh hưởng thì nó đã ảnh hưởng rồi, và mình sẽ nhìn thấy cái ảnh hưởng ngay từ bây giờ, tức là cái lúc đấy rồi. Thế nên là lúc đấy thì chỉ cần dưỡng thai với một tâm lý tốt là tốt nhất thôi. Không cần phải quá lo lắng băn khoăn day dứt là 3 tháng đầu mình đã dùng như thế, không biết bây giờ đến tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đấy con phát triển dần lên thì nó có nguy cơ gì không. À đây, đối tượng nha. Mình đang nói với phụ nữ có thai rồi. Cái đối tượng thứ ba là đối tượng nguy cơ cao và có thể sẽ được chỉ định thuốc điều trị đặc hiệu. Đó là những người đang có bệnh cấp tính tiến triển. Thế nào là cấp tính tiến triển? Tức là có một cái tình hình gì đấy mà cơ thể gọi là sức đề kháng chung của cơ thể và sức khỏe chung của cơ thể bị giảm đi đáng kể á. Về trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ hơn 8 tuổi, hiện tại đang khuyến cáo như vậy. Nhưng thực ra đây vẫn là một cái khuyến cáo khá là chung, còn là tùy tình hình bé. Còn người có bệnh suy giảm hệ miễn dịch như HIV thì đương nhiên rồi, đây là đối tượng khá rõ ràng và là cần dùng luôn á, cái thuốc điều trị. Đây thì các mẹ khi chăm sóc bé hay người nhà thì cần chú ý gì? Tức là mình sẽ cần phải cái dấu hiệu nguy hiểm mà cần theo dõi và xem xét đưa nhập viện là gì? Giảm thị lực này, giảm ý thức, hôn mê, co giật, thì đây chính là cái dấu hiệu nó đã biến chứng vào thần kinh. Suy hô hấp. Suy hô hấp thì nó chính là biến chứng ở phổi. Các dấu hiệu nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn thì thường là chính là sốt đấy. Nhiễm khuẩn huyết thì thường sốt cao kiểu dài. Tiêu chuẩn khi được xuất viện là gì? Người bệnh cần được cách ly tối thiểu là 14 ngày, 2 tuần. Hết các triệu chứng về lâm sàng. Các cái mụn da thì nó đã đóng vẩy và khô lại.